Khi nhắc đến niềm tin, có thể nhiều người thường cho rằng đó chỉ là một cách nói văn hóa. Nhưng không phải vậy. Hai từ niềm tin đó đã được cụ thể hóa khi Việt Nam bùng phát đợt dịch thứ tư với nhiều ảnh hưởng nặng nề trên mọi mặt. Nhiều tỉnh thành đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 kéo dài. Tuy nhiên, những quyết sách của Quốc hội, Chính phủ trong tình hình này đều nhận được sự ủng hộ từ người dân. Đợt bùng dịch thứ tư bắt đầu từ 27 tháng 4, trong lúc dịch bùng phát mạnh, Hà Nội vẫn tổ chức thành công kỳ họp Quốc hội thứ nhất của Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã bổ sung nội dung phòng chống dịch COVID-19 vào nghị quyết của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, trao quyền mạnh mẽ hơn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo điều hành phòng chống COVID-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện các giải pháp cấp bách như mệnh lệnh thời chiến, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quyền quyết định áp dụng các biện pháp đặc biệt có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan. Như chúng ta được biết, nếu thực tế khi mà áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, có những biện pháp nó sẽ vượt qua ngoài quy định pháp luật hiện hành. Chính vì vậy, cái việc Quốc hội nhanh chóng mà quyết sách như thế, đây là một sự hiện sự quyết tâm rất cao, cũng như là sự nhạy bén rất cao của Quốc hội trong cái việc là cùng với toàn dân trong việc phòng chống dịch và đặt cái trách nhiệm, đặt cái lợi ích của người dân lên trên hết. Vừa qua, tại cuộc họp của Tổng Bí thư với các lãnh đạo chủ chốt về chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trên tinh thần thống nhất, các lãnh đạo chủ chốt giao Thủ tướng Phạm Minh Chính là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo thống nhất xuyên suốt công tác phòng chống dịch. Điều này đã tạo nên sự an tâm, tin tưởng đối với nhân dân. Việc sát sao với công tác chống dịch tại các cấp địa phương cho thấy quyết tâm cao của người đứng đầu Chính phủ. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo đảm an sinh để người dân yên tâm ở nhà theo chỉ thị, ai ở đâu ở yên đó đã trở thành một biểu tượng cho niềm tin. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam sẽ nhanh chóng chiến thắng đợt dịch này. Việc thực hiện giải pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, trong đó có 19 tỉnh thành phía Nam, có thể được coi là giải pháp cực chẳng đã. Tuy nhiên, đây là một sự lựa chọn, bởi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể khống chế được dịch bùng phát trong cộng đồng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các tỉnh thành đã thể hiện sự quyết tâm cùng với Chính phủ trong việc thực hiện biện pháp này. Đây chính là niềm tin của họ vào các quyết sách của Chính phủ, của các cấp lãnh đạo. Những hình ảnh tương trợ cộng đồng, tỉnh tương trợ tỉnh, người dân tương trợ người dân trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cho thấy niềm tin của người dân vào việc này, đây là điều nhất định phải làm. Ngoài những nỗ lực của Chính phủ, các cấp bộ ngành lãnh đạo các tỉnh trong việc đảm bảo an sinh xã hội, an dân, để người dân yên tâm thực hiện nghiêm, chặt, đúng yêu cầu, thì những tấm lòng người dân dành cho nhau thể hiện sự tương trợ đó. Tại thời điểm quyết định đưa lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh khẳng định là cố gắng cái trận này, quyết tâm cao là trận cuối, quyết tâm cao nhất là trận cuối. Bởi vì nếu sau trận này mà nó còn chưa có thành công á, thì không biết chúng ta sẽ nâng cấp nó lên như thế nào. Trước hết chúng ta thống nhất như thế này, chúng ta chống dịch chống như thế nào đó mà hạn chế cái mức thấp nhất cái thiệt hại, ảnh hưởng cái an sinh xã hội, ảnh hưởng đến người dân, thì có nghĩa là chống dịch nhưng mà phải an dân. Thực tế chứng minh, những ngày vừa qua, những điều thành phố Hồ Chí Minh đang làm và sự trợ giúp của quân đội, công an khiến người dân hoàn toàn yên tâm, cố gắng cho trận chiến cuối cùng này. Rất là biết ơn mọi người vì đã tận tâm phục vụ người dân. Chiến dịch tiêm vaccine diện rộng cũng được tập trung ưu tiên tại các điểm dịch nóng để người dân yên tâm và vững tin, cũng là quyết định lớn mà Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế triển khai nhanh chóng. Đây không chỉ là chiến lược lâu dài mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xóa bỏ vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, nhanh chóng đưa người dân trở lại trạng thái bình thường mới.